phát hiện xác cá voi cả chục tấn ở biển Vân Đồn sáng ngày 18 tháng 7 ngư dân phát hiện xác một con cá voi đang bị phân hủy nằm sâu trong rừng ngập mạnh ở đảo Quan Lạn huyện Vân Đồn Quảng Ninh theo đó trong lúc ra biển đánh cá bắt hải sản nhiều ngư dân đảo Quan Lạn phát hiện xác một con cá voi nặng trên dưới 10 tấn đang bị phân hủy tại rừng ngập mạnh ven bờ theo một số người dân Quan Lạn qua quan sát, con cá voi này đang trong giai đoạn phân hủy mạnh. Có thể xác cá dạt vào rừng ngập mạnh này từ vài ngày trước và hôm nay người dân mới phát hiện ra bởi những ngày qua đã quan lạng có lễ hội nên ngư dân không ra biển. Trước đó, ngư dân đã quan lạng Vân Đồn cũng phát hiện nhiều trường hợp cá voi bị mắc cạn tại vùng biển quan lạng bằng những kinh nghiệm của người dân miền biển. Đa số các con cá voi đều được giải cứu an toàn. Hiện các con cá voi vẫn đang nằm trong rừng ngập mạnh đã quan lạng chờ lực lượng chức năng lên phương án giải quyết chúng mình sẽ liên tục cập nhật trong những bản tin mới nhất của drama channel cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi